Quá nè, trời mưa quá rồi cho nên là mình chỉ có thể ở nhà mình xem livestream thôi, mình đừng đi ra ngoài, mất công là bị dính mưa lại cảm lạnh nha mọi người nha. Trời, em chào chị Mai Ngọc, em chào Duy Trần, chào tất cả mọi người đang xem livestream của Tâm nha. Rồi mình chào bạn Hà Dép Lào nè. Ok, hôm nay là livestream của mình là sẽ hôm nay là chúng ta sẽ lại tiếp tục là tặng quà, tặng những cái món quà hấp dẫn, đặc biệt là những dành cho những cái chị nào, em nào mà đang muốn làm trắng da một cách nhanh chóng và hiệu quả thì chúng ta có thể là vào xem livestream của Tâm. Chỗ em tại mưa rồi hả? Chỗ chị thì mưa tầm tã luôn em à. Mọi người lưu ý nha, hiện tại bây giờ là thời tiết thay đổi thất thường á, cho nên là mình đi ra ngoài mình nhớ mặc áo mưa nha. Đừng có để dính mưa xong rồi tuần sau mình lại không thể nào mà đi đón đâu em, đón Giáng sinh được.